Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong chỗ khuôn khổ video này, em xin phép giới thiệu cho anh chị về một chiếc Toyota Veloz phiên bản E và màu đen. Toyota Veloz được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản, đều là số tự động và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và trước mặt chúng ta đây là phiên bản tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 648 triệu, và phiên bản cao cấp hơn nó sẽ là 688 triệu. Và hai phiên bản khác nhau những gì, và trong khuôn khổ video này em sẽ thứ nhất là phân tích cho anh chị là lựa chọn phiên bản nào phiên bản hợp lý, và cái thứ hai là với 40 triệu thì anh chị nên lựa chọn phiên bản nào. Thứ nhất là cái giá xe thì em đã phân tích cho anh chị ở phía bên trên rồi, còn em thứ nhất là sẽ tính cho anh chị áng chừng cái chi phí để ra biển một chiếc xe này ở thị trường Việt Nam và cụ thể hơn là ở tỉnh Bắc Ninh. Thì giá xe của bản tiêu chuẩn là 648 triệu, cộng một chi phí thuế trước bạ 10% là cộng 64,8 triệu, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm nó sẽ rơi khoảng tầm 720 triệu là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Phiên bản tiêu chuẩn 720 triệu, còn phiên bản cao cấp là đây em sẽ tính cho anh chị nhé, phiên bản cao cấp là 688 triệu, 688 cộng với cái chi phí thuế này, cộng chi phí đăng ký đăng kiểm sẽ rơi khoảng tầm hơn 760 một chút. Thì hai phiên bản mà sau khi ra biển ấy thì nó chênh nhau khoảng 50 triệu. Thì với 50 triệu này anh chị sẽ lựa chọn phiên bản nào? Thứ nhất, hai phiên bản với động cơ khung gầm kích thước cũng như cái tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng tương tự nhau thôi, nó là 673 lít trên 100 cây là phiên bản tiêu chuẩn. Còn phiên bản cao cấp kia thì nó cao hơn một chút. Động cơ khung gầm kích thước cảm giác lái như nhau. Và chênh nhau 50 triệu. Thì thứ nhất là về ở đầu xe này, chúng ta sẽ không thấy được cái Kama 60 ở phiên bản tiêu chuẩn này. Và phiên bản cao cấp sẽ có được trang bị Kama 60 là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái anh chị nhìn chỗ tờ giấy không ạ? Cái chỗ tờ giấy đấy thì bên em đang dán là cái mã hiệu của xe. Còn nếu ở phiên bản cao cấp thì ở chỗ đó nó sẽ có một cái cụm camera để phát hiện ra cái làn đường, để phụ trách cái tính năng là cảnh báo lệch làn. Và một ngoài ra thì ở cái phiên bản cao cấp nó cũng được trang bị cái thứ nhất là la răng to hơn, và được trang bị là màn hình to hơn. Thì đối với anh chị là 50 triệu thì anh chị có nên là lựa chọn bản cao hay không, hay là lấy phiên bản tiêu chuẩn? Thì anh chị giúp em là những cái tính năng như em bảo nhé. Thứ nhất là Kama 60 này, thứ hai là cái cảnh báo làn, thứ ba là về màn hình, và cái thứ tư là về cái la răng, và chia nhau ra biển khoảng tầm 50 triệu. Xe này thì được bên em hỗ trợ trả góp lên tối đa lên 80% giá trị xe. Nên anh chị là chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu là có thể mang chiếc xe về nhà rồi. Vâng, trong cổ video nhanh này thì em xin phép là giới thiệu sơ bộ cho anh chị về cái xe, về nội ngoại thất của chiếc xe Toyota Veloz Cross phiên bản E, phiên bản tiêu chuẩn màu đen, và phân tích cho anh chị cái giá lăn bánh cũng như là cái lựa chọn làm sao phù hợp nhất về cái phiên bản này. Đấy, vừa rồi thì trong khổ đấu nhanh này em xin phép giới thiệu sơ bộ như vậy thôi. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về trả góp, về thông tin xe, về là giá xe, về lịch xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình nhé. Xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.